Ha-ji-won bỗng than thở sự thật này sau khi nhập viện mổ ruột thừa cấp cứu. Ha-ji-won bỗng thốt ra điều này sau khi nhập viện mổ ruột thừa, khiến ai cũng vừa thương vừa buồn cười. Vừa qua, Ha-ji-won bất ngờ lên cơn đau dữ dội ở bụng, cô nhanh chóng được Trần Thành đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc nửa đêm. Kết quả khám cho biết bác sĩ chẩn đoán nữ ca sĩ gốc Hàn bị viêm ruột thừa nên phải mổ trong đêm. Hiện tại, ca mổ ruột thừa của Ha-ji-won đã xong, tuy nhiên giọng ca anh cứ đi đi đã phải hủy hàng loạt show diễn tại miền Trung vì lý do sức khỏe. Trước đó cô cũng từng nhiều lần chia sẻ lên trang cá nhân việc bị ốm và sốt do lịch làm việc dày đặc. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Ha-ji-won bất ngờ đăng tải đoạn trạng thái ngắn ngủi nhưng rất hài hước khi đề cập đến tình trạng hiện tại của bản thân. Là sau 3 ngày tăng 3kg, ngày đầu tiên ăn một bữa, ngày thứ hai chào ăn cơm một chút cộng một ít trái cây, ngày thứ ba ăn cơm hai bữa cộng một trái chuối. Tại sao truyền nước biển vẫn mập là sao? Có giảm xuống được hết không? Khiến ai nấy đều cảm thấy thích thú. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái của Ha-ji-won đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều bạn dành cho nữ ca sĩ lời chúc sức khỏe và mong cô sớm bình phục. Dừng lại quan tâm đến việc bị mập hay không mà nên chú ý đến thể trạng của bản thân hơn. Sau một thời gian bị khán giả quay lưng vì những gì căng đan, Ha-ji-won đã có... Sau một thời gian bị khán giả quay lưng vì những gì căng đan, Ha-ji-won đang dần lấy lại tình cảm nhờ nhiều hoạt động nghệ thuật. Có thông tin cô sẽ kết hôn cùng Trần Thành vào tháng 12 tới, nhưng đây vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn. Phía cặp đôi chưa lên tiếng xác nhận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.